Nói nghe nè, à, bây giờ anh Hai muốn em giúp anh Hai không? Muốn. Em có cách giúp anh Hai. Giúp. Giúp anh Hai đi. Nè nè, cái giúp chuyện này không phải chuyện giỡn nha. Ổng đang bị chị của mày á là bỏ đi. Bây giờ mày giỡn ổng quýnh mày ra mày chịu à? Tao không có bên mày đâu á nha. Giỡn nào anh ba, chị ba, nói chuyện nghiêm túc mà. Mày giúp cái gì? Mày nói tao nghe coi. Không không. Vợ của anh Hai về. Bảo hiểm bao nhiêu anh Hai cũng mua hết. Anh Hai hứa nha. Nè uống đi. Là ông mày khốn khổ. Ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ phương xa mới đến, đạp sương hà gói tiết trở về đây. Để làm gì? Để cào vô mặt mày á, con quỷ. Trời anh đất Hai mày đây mày không nhìn ra hả? Trời ơi, Trần Bảo. Bảo gì nữa? Dự báo thời tiết là bao hôm nay trời nóng 3 ngày mà anh Hai mày phải mặc áo mưa tới đây là mày biết có chuyện rồi. Trời nắng muốn chết mặc áo mưa chi nóng vậy cha nội? Mỗi lần tao tới đây là Hạnh lại tạt nước vào người tao. Tao về tao bị trúng gió. Chị Hai hả? Cho nên tao mặc áo mưa để tao không bị ướt, không bị trúng gió nữa. Nhưng mà chắc có lẽ tao chết vì nóng quá. Hạnh ơi, anh biết lỗi rồi mà. Hạnh ơi, tha lỗi cho anh đi Hạnh. Dạ đi. Anh đã bao đêm bao ngày mong mưa. Anh đã bao đêm bao ngày mong mưa. Bên nhà ngoài quán dậy tôi sướng. Hạnh ơi. Ủa anh Hai, anh bị gì vậy? Em nhớ vợ. Anh nhớ vợ quá. Hả? Nhớ vợ quá. Trời đất ơi, rồi tới đây rồi la làng la xóm đứng ồn ào dữ. Ồn tính giảm cân hay sao không mặc cái bộ đồ này vô? Có buồn đâu, sợ trúng nước. Thôi cởi cái này ra đi để cho tóc nó thở chứ nó ngộp là lạc tóc nó quăng nữa, thấy không? Trời đất ơi, em đâu rồi? Vợ em đâu rồi? Trời ơi, vợ ơi, thương nhớ vợ quá, có ai năn nỉ giùm vợ tôi về với tôi không? Năn nỉ gì? Muốn năn nỉ chị Hai hả? Trời ê ơi, anh Hai, em nói nghe nè, em nhìn cái bộ dáng của anh Hai như vậy á là em thấy có thể là nguy cơ anh Hai sẽ bị đứt sớm á. Thôi anh Hai mua bảo hiểm đi. Tao qua tao kiếm vợ tao. Tao mua bảo hiểm làm cái gì? Mua bảo hiểm để nhờ anh Hai chết mất đắc kỳ tử là được bảo hiểm nhân thọ. Mày đừng có điên. Trời ơi, vợ tao chết tao mới mất đắc kỳ tử đi nè. Trời ơi, chứ hai con mắt gì như hai con gấu panda vậy rồi làm sao? Thôi ngủ không được. Sao mà làm đến tác tệ dữ vậy? Nhờ vợ quen hơi rồi, không có ai gác giò ngủ không được. Nó nghe nè Hạnh ơi, thôi bớt đi, bớt kêu Hạnh đi nha. Bây giờ nói nghe nè, bây giờ anh Hai muốn em giúp anh Hai không? Em giúp anh Hai. Giúp anh Hai đi. Nè nè, cái chuyện này không phải chuyện giỡn nha. Ổng đang bị chị của mày á là bỏ đi. Bây giờ mày giỡn ổng quýnh mày ra mày chịu à? Tao không có bên mày đâu á nha. Giỡn nào anh ba, chị ba, nói chuyện nghiêm túc mà. Mày giúp cái gì? Mày nói tao nghe coi. Không không. Vợ của anh Hai về. Bảo hiểm bao nhiêu anh Hai cũng mua hết. Anh Hai hứa nha. Cô bán bảo hiểm mất vợ không? Không, bây giờ em bán bảo hiểm, bây giờ anh Hai mua bảo hiểm giùm em đi. Em hứa danh dự một lời em sẽ giúp cho anh Hai. Bao nhiêu anh Hai cũng mua hết, miễn là vợ anh Hai về. Anh Hai sắp chết rồi. Trời ơi, bác Hai ơi, bác Hai tìm cách nào để bác Hai gái về đi, chứ con chịu hết nổi rồi đó. Bác Hai cũng muốn lắm, mà bảo không có chịu về. Hạnh ơi, về với anh Hạnh ơi. Không có la nữa. Chị Hai sẽ về. Về. Nhưng với điều kiện anh Hai phải hứa chắc chắn là mua bảo hiểm cho em nha. Tôi nói tôi mua, tôi mua bảo hiểm. Quân tử nhất ngôn. Lẹ lên đi. Một lời đã nói bốn ngựa khó qua. Tôi đồng ý, mất nước nãy giờ nhiều lắm rồi. Tôi nghe nè, chưa bao giờ ngồi ăn tô bún bò ở trong thiên tai như vậy hết trơn á. Không nói một tiếng nào, tất cả bu quanh như một cái gánh hát tuồng. Rồi xì xầm nhau bàn cái gì vậy? Giúp anh Hai đi Bung. Nghe không? Nghe tôi nói không? Tôi hiểu. Bung ơi, chị có Bung mới giúp được anh Hai không Bung ơi? Ủa, thế ông chuyện gì vậy? Giúp đi. Chuyện gì vậy? Tư, chuyện nói gì cho Bung nó biết đi. Đó, nghe là như vậy nè. Sao? Anh Hai hứa mua bảo hiểm cho tôi. Nghe rồi. Tôi sẽ có cách giúp anh Hai là như thế này nè. Ê, gì vậy? Giúp đi mà Bung. Không, trời ơi, cách gì cách chứ tôi không làm cái này đâu ạ. Bây giờ làm không? Không. Nếu mà không làm là ân đoạn nghĩa tuyệt. Làm đi Bung. Mày không làm nó xúc mắm à. Làm. Trời ơi.